Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 11 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Mạc Đình Phong cười thầm trong lòng. Cô gái này lúc nãy còn mạnh miệng gọi anh là chồng cơ mà. Còn bây giờ thì ngại đến mức nhìn mặt anh cũng không dám. Vợ à, thấy chồng đến mà em không nói gì sao? Chúng ta về thôi. Mạc Đình Phong khẽ gật đầu, ánh mắt rời đến cô giáo của Tiểu Hy. Con người vừa ấm áp chợt biến thành lạnh buốt. Cô tự hiểu mình phải làm gì rồi chứ? Mạc Tổng, tôi xin anh, tôi chỉ có công việc này thôi. Tôi vẫn còn con nhỏ phải nuôi ạ. Không đợi cô ta nói gì thêm, Mạc Đình Phong tay bế Tiểu Hy, tay còn lại thì nắm chặt tay Anna rồi đi. Cô giáo mặt tái xanh, tự hiểu kết cục của chính mình rồi. Khi ra đến xe của Mạc Đình Phong, Anna mới ái ngại rụt tay trở về. Anh không biểu hiện gì, giao Tiểu Hy cho cô bé vào trong xe, rồi khởi động xe. Tiểu Hy mệt mỏi ngủ thiếp trong lòng cô. Cô dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ của cô bé khi ngủ, trái tim như muốn tan chảy ra. Lúc nãy cô gọi tiếng chồng nghe êm tai thật đấy, cả trong điện thoại và ngoài đời. Giọng điệu của anh mang theo một chút trêu chọc đùa cợt đã thành công làm cho Anna đỏ mặt, tim đập loạn lên. Cô lập tức phản bác. Chỉ là vì Tiểu Hy, thế nên là tôi mới phải làm như vậy thôi. Mạc Tổng à, anh cũng không muốn con gái của mình bị ức hiếp đâu, có đúng không? Rõ ràng người phụ nữ kia rất đáng ghét, lại còn hống hách phách lối. Tôi đâu thể nào đứng im để xem cô ta tác oai tác quái thế nào. Tôi chỉ bảo là em gọi tiếng chồng rất êm tai, chứ có trách gì em đâu. Cần gì phải giải thích nhiều đến như vậy chứ? Anna chột dạ cúi mặt xuống. Chẳng lẽ cô nói nhiều như vậy là mất thiện cảm với Mạc Đình Phong sao? Rõ là làm việc tốt mà cứ e sợ đủ điều. Cái cảm giác này thật đúng là bứt rứt và khó chịu mà. Chuyện Mạc Đình Phong đã hứa với Anna trong điện thoại, anh lập tức làm ngay. Ngay trong ngày hôm đó, doanh nghiệp kia của chồng Tô Uyển đã thê thảm lụi bại. Truyền thông đều nắm bắt rõ nguyên nhân là do đâu. Động vào con gái cưng của anh chính là kết cục không tốt rồi. Rồi sau đó, hàng loạt cáo buộc gian lận, tiền đen được vén màn. Tô Uyển và chồng cô ta đều bị tống vào tù chờ ngày xử lý. Mạc Đình Phong làm sao có thể để cho cô ta dễ dàng ngồi trong tù ở không như vậy chứ? Đương nhiên là sẽ cho người vào trong đó chăm sóc cô ta thật là chu đáo rồi. Mạc Thế Thành từ ngày hôm đó cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Bị Mạc Đình Phong cho người đưa đi đến một thành phố khác, tuyệt nhiên ngăn cấm anh ta trở về Hải Châu. Người kia vô cùng cay cú, vốn dĩ chỉ là muốn chơi anh một vố thôi, không ngờ anh lại cho người động tay động chân. Biết rằng phản kháng là vô ích, thế nên cũng đành buông bỏ. Ở nơi đó chiêu hoa ghẹo nguyệt như là cách sống của anh ta từ trước tới giờ. Kết quả chấm bản thiết kế sau một tuần đã có thông tin chính thức. Và không cần bàn cãi, người được chọn chính là Anna. Bộ váy theo bản thiết kế của cô sẽ được chọn để kỷ niệm vào 5 năm ngày mất vợ của Mạc Đình Phong. Vậy nên cô vẫn phải ở lại đây 2 tháng để xem xét quá trình hoàn thành bộ váy này như thế nào. Chớp mắt đã hơn 1 tháng trôi qua. Anna rất thường đến Mạc gia thăm Tiểu Hy, cũng thân thuộc hơn với những người ở đây. Mạc Đình Phong hôm nay có việc bận, thế nên để Anna đón Tiểu Hy tan học về nhà. Tin tưởng vào một người lạ như vậy thật không giống như tác phong của anh từ trước tới nay. Tiểu Hy trong vòng tay bao bọc của Anna rời khỏi xe. Cô bé thật sự là rất thích ngủ. Mỗi lần Anna đi đón cô bé tan học thì Tiểu Hy đều sẽ ngủ trong vòng tay của cô như thế này. Thật sự quá là đáng yêu. Đặt cô bé xuống giường, Anna đắp chăn cẩn thận, hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ bé, rồi mới yên tâm xoay người rời đi. Vừa mở cửa ra
thì cô đã giật nảy người vì sự xuất hiện bất ngờ của một người khác. Tố Linh lúc này vẻ mặt lạnh nhạt, khác với dáng vẻ bình thường, mắt nhìn cô chăm chăm. Cô Anna, tôi có chuyện muốn nói với cô. Khi nhận được sự chấp thuận của Anna, Tố Linh đưa cô đến một căn phòng. Vừa bước vào, Anna có cảm giác khá thu hút. Một mùi hương gì đó thoang thoảng dễ chịu, cách bày trí gọn gàng. Nhìn là biết chủ nhân căn phòng này rất chuộng sự ngăn nắp và sạch sẽ. Tố Linh, cô đưa tôi đến đây để làm gì thế? Cô Anna, cô có cảm thấy căn phòng này rất thân quen không? Tố Linh bỗng dưng hỏi như vậy làm cho Anna khó hiểu. Căn phòng này là biệt thự của Mạc Gia, làm sao có thể thân quen với Anna được đây? Tất nhiên là không quen rồi, Anna lắc đầu trả lời. Thế nhưng một giây sau đó, cô bỗng nhìn thấy một tấm hình. Không biết trong đó là gì mà đã thu hút được sự chú ý của Anna. Bàn chân bất giác đi đến, cầm tấm hình ở trên bàn lên. Hai mắt của cô mở to đầy ngỡ ngàng. Mạc Đình Phong để Tiểu Hy cho Anna đưa đón bởi vì anh có việc bận. Cô nghĩ rằng anh nhiều công việc bộn bề, nhưng mà không ngờ vì lý do anh đến quán bar uống rượu với bạn của mình. Hầm Bằng nhếch mày, cất lời đùa cợt Mạc Đình Phong. Mấy lần trước gọi cậu đến thì cậu nhất quyết không đến, bảo rằng bận về nhà chơi cùng con gái của mình. Tại sao hôm nay lại nỡ lòng bỏ con gái mà đến đây với tôi thế? Thì lâu lâu cậu ta thư thả tinh thần một chút không được sao? Cậu đúng là nhiều chuyện quá rồi. Lãnh Hàn Khâm nâng ly rượu lắc lư trước mắt, nói thay cho Mạc Đình Phong. Hầm Bằng lại bĩu môi. Hai người này mới đúng là đôi bạn thật sự, lúc nào cũng giữ dáng vẻ cao lãnh. Còn Hầm Bằng thì không, hắn là một công tử đào hoa, vẫn đang bận hưởng thụ thú vui của nhân gian đây này. Thôi được rồi, bỏ qua đi. Hôm nay chúng tôi có chuyện này muốn hỏi cậu đấy. Mạc Đình Phong nhấp một chút rượu rồi thong thả mà đáp. Cứ nói đi. Hâm Bằng cùng Lãnh Hàn Khâm nhìn nhau một cái, sau đó thì Lãnh Hàn Khâm mở điện thoại ra, bật đoạn clip đưa ra trước mắt để cho Mạc Đình Phong xem. Tiếng ồn quá lớn thế nên không thể nào nghe rõ được âm thanh trong đoạn clip. Thế nhưng Mạc Đình Phong vẫn có thể nhìn thấy. Đó chính là hình ảnh của Anna lúc đối cò với Tô Uyển ở trường học của Tiểu Hy. Anh đã cho người sắp xếp để chuyện này không bị tiết lộ. Tại sao hai tên này vẫn có được đoạn clip cơ chứ? Đây thật sự là vợ của cậu sao? Lãnh Hàn Khâm hỏi anh cùng với ánh mắt đầy nghi hoặc. Hầm Bằng vẫn không thể nào tin được mà nói thêm. Làm sao có thể là vợ cậu ta được chứ? Có khi người phụ nữ này mang khẩu trang, dáng vẻ thì có chút giống thôi, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà cô ta gọi Đình Phong là chồng sao? Hai con người đó không biết đầu đuôi câu chuyện, cứ tự hỏi rồi tự suy đoán. Sau cùng thì nhìn sang Mạc Đình Phong, anh vẫn như cũ, không có một chút quýnh quáng nào. Anh đáp. Không phải, các cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Muộn rồi, tôi về trước đây. Hầm Bằng nhảy cẫng lên để ngăn cản Mạc Đình Phong. Vừa đến đây còn chưa được 5 phút đã vội vàng rời đi. Tùy tiện quá mức như vậy, có xem hai người này là bạn không chứ? Lãnh Hàn Khâm túm tay cậu ta lại, ra hiệu im lặng để Mạc Đình Phong rời đi. Cả hai người đều hiểu rằng chuyện này có gì đó khuất tất ở đằng sau. Người phụ nữ này làm sao mà chỉ đơn giản quen biết với Mạc Đình Phong chứ? Phải có nguyên nhân gì đó. Trước đây tôi có nghe Mạc Đình Phong kể, Nhược Hy và cậu ta thật ra gặp nhau lúc nhỏ rồi. Dấu hiệu chính là vết sẹo hoa mai ở đằng sau gáy của cô ấy. Vậy ý của cậu chính là... Trở lại Mạc Gia, trong căn phòng của Mạc Đình Phong, Anna không thể nào tin được. Bàn tay của cô cầm lên tấm ảnh, rồn rồn đặt xuống bàn. Trong hình là một đôi nam nữ, mà không ai khác chính là Nhược Hy đang khoác tay Mạc Đình Phong. Tay còn lại thì để lên chiếc bụng bầu to tròn của mình, khóe miệng nở ra nụ cười xinh đẹp kiều diễm. Anna kinh hoàng bởi vì thấy rõ dung mạo của Nhược Hy giống hệt với mình, không có một điểm gì là khác biệt. Tại sao lại có thể giống nhau đến như vậy chứ? Thảo nào người trong Mạc Gia lúc nào cũng kinh ngạc từ khi mà lần đầu tiên gặp mặt cô. Tố Linh khi mà thấy Anna xem xong tấm ảnh thì mới lên tiếng. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao cậu cả và cô chủ nhỏ đều thích cô rồi chứ?
Cô Anna, mong cô có thể cách xa hai người họ. Bọn họ chỉ vì cô quá giống mợ cả, thế nên mới thân thiết với cô thôi. Tôi là người hầu thân cận của mợ ấy, tôi không thể nào để cho người phụ nữ khác tiếp cận cậu cả được. Những câu nói của Tố Linh đã thành công đẩy Anna vào trong hố đen. Cô bây giờ đây đang cảm thấy đau nhói trong trái tim. Thì ra bản thân cô chỉ là một kẻ thay thế. Tiểu Hy yêu thích cô cũng chỉ là bởi vì cô giống mẹ của cô bé đó. Còn Mạc Đình Phong tin tưởng cô cũng là vì cô quá giống người vợ quá cố mà anh rất yêu thương. Liệu rằng bản thiết kế của cô được chọn có phải là do ảnh hưởng của sự giống nhau này không? Tại sao lại như vậy chứ? Cô không muốn là bản sao của người khác, cô là chính cô cơ mà. Cô Anna, cô nghe rõ những gì tôi vừa nói chứ? Tôi hiểu rồi. Anna cố gắng trấn tĩnh mình nhất có thể, bàn tay cầm chặt túi sách, sau đó thì cất bước thật nhanh rồi đi. Tố Linh cắn răng nhìn Anna đi khuất, trong lòng vừa áy náy vừa lo sợ. Từ lúc đó trở đi, Anna không còn đến Mặc Gia nữa, cũng không gặp mặt cha con của Tiểu Hy bất cứ một lần nào nữa. Tiểu Hy tội nghiệp, ngày nào cũng mong ngóng mẹ, thế mà mẹ cả tuần nay không đến rước cô bé hoặc là thăm cô bé một lần nào. Mạc Đình Phong cũng cảm thấy kỳ lạ. Giống như lúc trước, anh gọi điện nhờ cô đón Tiểu Hy giúp mình, mà điện thoại của cô lúc nào cũng tắt máy ngang, không có ai nghe máy. Mạc Đình Phong hiểu rằng có vấn đề gì đó, lo lắng vây xung quanh anh. Hôm nay anh sẽ tự mình đến khách sạn mà cô ở xem sao. Không ngờ vừa đến đã thấy người không nên thấy. Và viễn cảnh sau đó làm cho Mạc Đình Phong ngưng động. Trong tầm mắt của anh là Hứa Tần Lâm đang ôm eo Anna bước vào trong khách sạn. Cả hai người vô cùng thân thiết, vui vẻ cười nói với nhau. Lúc này ý định gặp cô của anh đã tiêu tan. Anh quay người trở vào trong xe. Thầm thoát đó mà đã qua thêm một tháng nữa. Bộ váy xã hội đã được ra mắt trước đại chúng. Một buổi tiệc long trọng được tổ chức để mà kỷ niệm người vợ quá cố của Mạc Đình Phong qua đời 5 năm. Chiếc váy màu đỏ được trưng bày trong tủ kính sang trọng. Họa tiết chủ đạo là màu tím nổi bật của hoa tử đằng. Những khóm hoa bao quanh tạo thành một chiếc váy vô cùng xinh đẹp, tinh tế trong từng chi tiết. Hoa tử đằng chính là loài hoa biểu tượng cho tình yêu bất diệt. Bởi vì Anna biết rằng tình yêu của Mạc Đình Phong dành cho vợ của mình vô cùng to lớn, mãi mãi trường tồn theo tháng năm. Vốn dĩ cô rất hâm mộ tình yêu cao đẹp này, nhưng sau khi trải qua cú sốc hôm đó, cô bây giờ không thể nào vui nổi, thậm chí là có một chút ghen tị. Hầm Bằng và Lãnh Hàn Khâm quan sát được mục tiêu ngồi bên đó trầm tư. Hầm Bằng nói nhỏ: "Tôi sẽ qua đó xem thử thế nào." "Được rồi, nhớ là cẩn thận đấy, đừng để mình bị phát hiện ra. Tôi không thể nào cứu nổi cậu đâu." "Biết rồi biết rồi, cậu lúc nào cũng chẳng tin tưởng tôi lấy một lần thế." Vậy là Hâm Bằng liền nhanh chân đi đến chỗ của Anna, để thể hiện bản thân mình không phải là vô dụng giống như trong đầu Lãnh Hàn Khâm vẫn tưởng tượng. Nhưng chết tiệt, Anna bây giờ đang xõa tóc dài ra, cậu ta làm sao có thể xem xét là có vết sẹo hay không đây? Chào cô." Anna đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng dưng tiếng nói từ đâu phát ra. Nhìn về phía của Hâm Bằng, cô có chút lúng túng. Xin chào, có chuyện gì không?" "Tôi thấy sau đầu cô có dính gì đó, để tôi gỡ cho cô nhé." Thế rồi không chờ Anna có đồng ý hay không thì Hâm Bằng đã không một chút lịch sự nào mà vạch tóc sau gáy cô sang một bên, cụp đầu xuống xem xét. "Này, anh làm cái gì thế?" Theo tiếng hét của cô, mọi người đều đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía của Hâm Bằng. Lãnh Hàn Khâm từ phía xa bước tới, biết ngay mà cái tên Hâm Bằng này không làm được cái tích sự gì cả. Anh kéo hắn ta về phía của mình. "Xin lỗi cô, bạn tôi không được tỉnh táo cho lắm, mong cô bỏ qua nha." Anna vốn rất ghét loại đàn ông tùy tiện động chạm vào người phụ nữ, mà nghe xong lời giải thích của Lãnh Hàn Khâm thì cô cũng cho qua. "Không sao, mong anh quản lý bạn của mình cẩn thận hơn." Thế rồi cô cất bước đến một vị trí khác. Hâm Bằng giống như muốn nổi xung thiên, đánh vào vai của Lãnh Hàn Khâm. "Cái tên chết tiệt này, cậu dám nói tôi bị điên đấy à?" "Thì tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Cậu muốn cô ấy đưa cậu đến đồn cảnh sát sao?"
Đương nhiên là không rồi. Thế thì bỏ qua chuyện này đi. Mà rốt cuộc sau gái cô ấy có vết sẹo nào không? Vẻ mặt của Hâm Bằng bắt đầu trở nên nghiêm trọng, di chuyển lại gần tai của Lãnh Hàn Khâm mà nói ra kết quả. Buổi tiệc chính thức bắt đầu, MC đứng trên khán đài nói về năm thành lập và tỷ lệ phát triển những năm gần đây của công ty Sin, quá trình trở thành công ty thiết kế thời trang đứng hàng đầu của cả nước, là một trong những công ty thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Một thành tựu không hề nhỏ, vô cùng tự hào. Tiếp đó là những nhà thiết kế tài năng được gọi tên, những nhà thiết kế trên khắp thế giới mà Sin đã mời tham gia thiết kế trang phục kỷ niệm Hạ Nhược Hy. Tên của Anna được sướng lên, mọi người đều vỗ tay chúc mừng, cô là người chiến thắng. Một số người lấy cô làm tâm điểm chú ý, tán thưởng khen ngợi. Ai cũng nghĩ rằng không bao lâu nữa thì Anna sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Anna nghe loáng thoáng thì chỉ biết gượng cười. Trong quá trình diễn ra buổi lễ, có một số nhà thiết kế nữ bắt chuyện với cô. Trong số đó, có một người nổi bật chỉ đứng sau cô một hạng, tên là Kỳ An. Người phụ nữ này có vẻ rất hâm mộ cô, luôn muốn trao đổi để học hỏi kinh nghiệm. Anna lúc này tuy rằng tâm trạng không tốt, nhưng vì phép lịch sự vẫn bắt chuyện với cô ấy. Nói vài câu chuyện luyên thuyên với Kỳ An thì liền có cảm tình ngay. Cô cảm thấy Kỳ An không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng, lịch thiệp, không giống như những nhà thiết kế ở công ty của cô bên Pháp, toàn là tranh giành đấu đá nhau thôi. Chị Anna này, em hỏi chuyện này có hơi tế nhị một chút. Mấy lần em bắt gặp trong công ty, chị rất thân thiết với hai cha con của Mạc Tổng. Quan hệ của hai người là thế nào thế ạ? À, không có gì đâu. Chỉ là chị may mắn lúc trước cứu Tiểu Hy khi mà con bé bị lạc. Sau đó thì gặp lại nhau, chào hỏi hai ba câu thôi. Chị và Mạc Tổng không có quan hệ gì cả. Đột nhiên bị hỏi tới vấn đề này, Anna cảm thấy khó chịu, cô vội vàng né tránh. Thấy dáng vẻ của cô không tốt, Kỳ An cũng không nói gì thêm, rót cho Anna một ly rượu, sau đó thì cũng tự rót cho chính mình. Chị Anna này, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em cũng rất hâm mộ tài năng thiết kế của chị. Chị uống với em một ly nha. Cũng được. Anna vốn không thích uống rượu, nhưng mà cô không thể nào không nể mặt Kỳ An. Ánh mắt của cô ấy chân thành nhìn cô như vậy, làm cho cô khó lòng mà từ chối. Kỳ An vui vẻ cười rất tươi, rồi nâng ly lên, kính ly rượu vàng đỏ của Anna. Sau đó thì đưa lên miệng của mình nhấp môi. Ánh mắt trong thoáng chốc thay đổi thành nguy hiểm khi mà thấy Anna đã uống ly rượu kia. Bờ môi khẽ nhếch lên một cái. Cả hai người vẫn nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Chưa được 5 phút sau thì Anna bắt đầu có vấn đề. Cô không thể nào đứng vững được nữa, hai mắt trở nên tối sầm, đầu óc thì xoay vòng vòng, choáng váng. Chị Anna, chị sao thế? Kỳ An đỡ lấy cơ thể của Anna đang xém chút nữa thì ngã xuống đất. Đôi lông mày cau lại lo lắng. Thôi chết rồi, chắc là chị say rượu rồi. Để em đưa chị về nhà nha. Hai tai của Anna không còn nghe rõ lời nói của Kỳ An nữa. Người cô đã mềm nhũn đi để mặc cho cô ta kéo rửa đi. Cô bị nhét vào trong xe, sau đó thì chiếc xe được khởi động chạy vụt đi mất. Ở phía bên này, Lãnh Hàn Khâm và Hâm Bằng ngồi trong góc quan sát tất cả mọi chuyện của hai cô gái xảy ra. Hâm Bằng cao giọng mà nói. Cô gái kia là cố tình hạ thuốc và rượu rồi. Chắc chắn đang giở trò xấu gì đó. Chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Còn có thể làm sao nữa? Báo cho khúc gỗ kia biết đi. Anna lúc này đang vô cùng khó chịu, cảm thấy cơ thể của mình đang càng ngày càng khô nóng, ý thức thì càng lúc càng nhạt đi. Kỳ lạ thật đấy, tại sao tự dưng cô lại trở nên thế này chứ? Rõ ràng chỉ uống có một ly rượu thôi, không thể nào say một cách dễ dàng như vậy. Trong cơn khó chịu, Anna vẫn cố gắng thốt lên. Kỳ An, chị khó chịu quá. Chị yên tâm, một chút nữa chị sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa đâu. Em sẽ cho chị thật là thoải mái nha. Người phụ nữ đang lái xe xoay vô lăng, rồi nhếch môi thâm hiểm, ánh mắt thì sắc lạnh nhìn về phía của Anna từ gương chiếu hậu, đang liên tục cử động bước bối mà hài lòng vô cùng. Trong cơn khó chịu cùng cực, Anna có thể nghe được giọng điệu của Kỳ An có một chút châm chọc và hả hê, còn nhấn mạnh ba từ cuối cùng khiến cho cô lạnh cả sống lưng. Sau khi bình tâm lại, cô nghĩ rằng mình đã nghe nhầm rồi,
Cô cố gắng mở lời mà nói tiếp. Khách sạn Tư Phỉ, em đưa chị đến đó nha. Anna nghĩ rằng mình không được khỏe, chắc rằng về khách sạn nghỉ ngơi một chút thì sẽ không sao nữa. Cô ngại ngần nhờ Kỳ An giúp đỡ. Cô ta không nói gì mà tiếp tục đạp ga chạy đi. Càng ngày cơ thể của cô càng nóng hơn, trong người xuất hiện sự khao khát mãnh liệt mà cô cũng không biết là mình thực sự muốn cái gì. Bất chợt vô tình cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không được đúng cho lắm. Kỳ An, đây có phải là đường đến khách sạn Tư Phỉ đâu, em đi nhầm đường rồi. Đáp lại cô chỉ là một sự yên lặng. Sau đó cô ta dừng xe trước một khách sạn, không phải là khách sạn của Anna nói, mà mở cửa xe không chút nương tay kéo cô đi. Phòng 1003, có người đặt sẵn rồi, đây là chứng minh thư. Dạ vâng, thưa tiểu thư. Nữ nhân viên gật đầu với Kỳ An rồi cho phép cô đưa Anna vào trong. Kỳ An đẩy mạnh cô xuống giường, ánh mắt cong lên đầy nguy hiểm, bàn tay mạnh bạo nâng cằm của cô lên. Con điếm chết tiệt này, mày làm cho em tao bẽ mặt, hại cả gia đình chú tao phải lụy bại. Cái loại phụ nữ ghê tởm như mày làm sao có thể quyến rũ được Mạc Đình Phong chứ. Mắt cô ta trợn tròn lên rồi bóp mạnh sườn mặt của Anna. Anna đau đớn hét lên, cố đẩy cô ta ra. Thế nhưng với sức lực yếu ớt bây giờ, rõ là chủ ý muốn đẩy Kỳ An đi, mà lại hại chính mình phản ngược lại. Cô ngã người xuống giường. Đúng là con điếm ngu ngốc mà. Anna không biết cô ta đang nói cái gì nữa, cũng chẳng biết cô ta tại sao lại hại mình. Bàn tay nắm chặt ga giường, trừng mắt nhìn Kỳ An, yếu ớt mà nói. Tại sao cô làm như vậy với tôi chứ? Rốt cuộc thì cô là ai? Nghe cho kỹ đây, tôi chính là Kỳ An, em họ tôi là Kỳ Thụy Ý, cô còn nhớ chứ? Kỳ An vẫn duy trì nụ cười lạnh lẽo của cô ta. Cô ta đi đến, giật mạnh tóc của Anna, làm cho cô đau đớn đến tột cùng. Kỳ Thụy Ý sao? Người phụ nữ ức hiếp Tiểu Hy hôm đó chính là cô ta mà. Kỳ An, Kỳ Thụy Ý, tại sao cô lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Hai người là chị em họ của nhau. Kỳ An chính là cố tình tiếp cận cô để hãm hại mình, trả đũa thay cho Kỳ Thụy Ý. Không những vậy, cô ta còn ấm ức về vụ bản thiết kế của cô được chọn để kỷ niệm hôm nay, chứ không phải là bản thiết kế của cô ta. Cô trèo lên giường của Mạc Đình Phong mới được anh ta chọn có đúng không? Cô đúng là quá bẩn thỉu mà. Để xem là qua hôm nay Mạc Đình Phong có còn đếm xỉa gì đến một con điếm thối như cô không? Tay cô ta càng gia tăng thêm lực đạo, nắm chặt tóc của Anna, khiến cho cô hét lên đầy đau đớn. Vừa bị ngọn lửa trong người thiêu cháy, vừa bị Kỳ An hành hạ về thể xác, Anna vô cùng chật vật. Cô chẳng có sức để mà chống chọi lại, để mặc cho cô ta giật tóc của mình. Tiếng cửa phòng tắm chợt vang lên. Một người đàn ông dáng vẻ mập mạp, da rẻ xấu xí, già nua, tầm độ trên 60 xuất hiện. Trên mặt ông ta giống như được khắc lên hai chữ biến thái. Ông ta thèm thuồng nhìn bộ dáng tàn tạ của Anna trên giường. Không những không thấy xấu xí mà đối với ông ta thì quyến rũ vô cùng. Ông ta cười hà hà mà lên tiếng hỏi Kỳ An. Đây là cô gái tối nay sẽ phục vụ tôi mà cô nói đi sao? Ngon lành thế này sao? Thật sự cảm ơn Kỳ tiểu thư nhiều lắm. La Tổng không cần phải khách sáo. Về chuyện hợp đồng khu đất ở ngoại thành thì... ký rồi đây. Ông ta kéo ngăn tủ, lấy ra bản hợp đồng đã thỏa thuận trước để đưa cho Kỳ An. Cô ta nhận lấy rồi vô cùng sung sướng với thành quả của mình. Cảm ơn La Tổng rất nhiều. Chúc La Tổng đêm nay có kỷ niệm không quên bên cạnh cô ta. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Tôi không tiếp tục làm phiền nữa. Tạm biệt. Kỳ An cười châm chọc với Anna rồi cố kéo mạnh tóc của cô. Cúi mặt tới bên tai của cô thốt lên câu vừa rồi. Cô ta hất mạnh đầu của cô đập xuống giường. Anna ảo não đau đớn, mắt mờ mờ, thấy cô ta cất bước đi ra khỏi phòng. Cô ta đóng sầm cửa lại, trái tim của Anna cũng theo đó mà đập loạn lên. Là cô tin người quá, thế nên bây giờ đã đẩy bản thân mình vào đường cùng thế này đây. Lão già kia nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt thèm thuồng hiện rõ ràng. Cô vốn dĩ có khuôn mặt xinh đẹp khả ái, cơ thể cũng rất hoàn hảo, khiến cho lão ta vô cùng khát khao chiếm lấy cô trên giường. Sắc mặt của Anna lúc này không còn một giọt máu nào, cổ họng thì nghẹn cứng,
chứng kiến lão ta đang càng ngày càng đến gần mình hơn. Cô em làm gì nên tội mà để cho Kỳ An bắt vào vòng tay của anh thế này? Nhưng mà không sao, anh sẽ giúp cho em phục thù cô ta. Trước tiên phải chơi với anh trò này đã. Hắn ta vung dây nịt của mình quất mạnh vào người cô, tạo ra âm thanh chói tai. Anna đau đớn tê tái, cô không thể nào kìm được mà liên tục chảy nước mắt cầu xin. Tiếng cầu xin của cô lại giống như là càng kích thích lão già kia. Lão ta lại tiếp tục giáng xuống mấy đòn nữa cho cô. Đến khi mà đánh thỏa thích rồi, lão ta nhào tới cấu xé quần áo trên người của Anna. Cô hét toáng lên, cố gắng dùng hết sức bình sinh để mà đẩy lão ta ra. Đừng mà, làm ơn cứu tôi với, cứu tôi với. Đã ở đây rồi thì còn có ai cứu được em chứ. Ngoan ngoãn mà phục vụ anh đi. Tác dụng của thuốc kia đã làm cho sức lực của Anna giảm đi gần hết. Cộng thêm việc bị Kỳ An giày vò và một màn hành hạ vừa rồi của lão ta, bây giờ làm sao cô có thể chống chọi nổi đây. Tuy vậy cô vẫn không bỏ cuộc. Cô sẽ không để cho cơ thể mình bị ô uế. Thà rằng cô tự tử chết đi, cô cũng không muốn mình phải chịu đựng nhục nhã. Làm ơn ai đó hãy cứu cô đi. Đang trong giây phút kề cận bờ vực tuyệt vọng thì bỗng dưng cánh cửa phòng bị đá toang ra một tiếng. Tiếng động đó rất lớn, lớn đến kinh hồn. Rồi sau đó bóng dáng cao lớn xuất hiện, bao trùm là sát khí chết người. Mặc Đình Phong tận mắt chứng kiến lão già kia đang xé quần áo trên người của Anna, còn cô thì không ngừng phản kháng trong vô vọng, mắt đỏ hoe khóc lóc không ngừng. Trong đáy lòng của anh dâng lên một cỗ tức giận như là muốn đem nó nổ tung ra cả nơi này và nổ chết cái tên già chết tiệt kia thành trăm ngàn mảnh. Giây tiếp theo, nhanh như chớp anh đi tới, một tay kéo hắn ta ra khỏi giường, còn một tay thì tung vào mặt hắn ta một cú đấm thật mạnh. Lão già kia bị đánh bất ngờ, cảm giác xương mặt của mình bị gãy tan nát thì thét lớn lên đau đớn, rồi sau đó cả người ngã mạnh xuống nền đất. Lửa giận trong người của Mạc Đình Phong bùng cháy dữ dội. Lão già kia vừa ngã chưa được mấy giây thì anh đã lôi lão ta lên rồi đấm liên tục vào mặt của lão. Càng đánh, Mạc Đình Phong lại càng không thể nào vơi đi cơn tức giận. Càng ngày anh đánh càng kinh khủng hơn. Dáng vẻ bây giờ của anh rất đáng sợ, đến nỗi mà Anna đang nằm trên giường nhìn thấy như vậy không khỏi run rẩy rùng mình. Mắt nhìn thấy chiếc đèn ngủ trên bàn, Mạc Đình Phong chớp lấy nó rồi đập mạnh chiếc đèn ngủ tanh bành trên đầu lão già kia. Mảnh vỡ văng lên tung tóe, ghim thẳng vào trong đầu lão ta một mảnh lớn. Máu đỏ cũng từ đó mà túa ra chói mắt. Lão ta hét lên muốn điếc cả tai. Tiếng hét của lão làm cho Anna sợ đến cứng cả người, không dám thở mạnh. Mạc Đình Phong, tại sao bây giờ lại có thể đáng sợ đến như vậy chứ? Ánh mắt sâu hút của anh giống như muốn xé xác tên già này ra thành trăm mảnh. Sát khí lạnh tanh phát ra từ bóng lưng thẳng tắp, đáng sợ hơn cả ma quỷ. Phía bên ngoài của khách sạn, Kỳ An vừa ra khỏi cửa khách sạn đã bắt gặp Lãnh Hàn Khâm và Hâm Bằng. Không nói không rằng, bọn họ tự tiện kéo cô ta đi rồi nhét vào trong xe, ra lệnh cho người đưa đi mất, trong khi Kỳ An không ngừng la hét dữ dội. Sau khi giải quyết xong xuôi tất cả mới nhanh chân đi vào bên trong. Vừa từ thang máy đi ra đã nghe được tiếng thét vô cùng kinh khủng. Bảo an cũng đã vây kín ngoài cửa, nhưng mà bộ dáng hận không thể nào giết người của Mạc Đình Phong khiến cho bảo an không có lá gan xông vào. Lãnh Hàn Khâm và Hâm Bằng vào bên trong, đập vào mắt của họ là cảnh tượng Mạc Đình Phong đang không ngừng đấm đá vào lão già kia, máu me khắp người lẫn nền đất. Cả hai người liền chạy tới để mà ngăn anh lại. Thấy lão già kia đang nằm một chỗ bất động, Hâm Bằng kinh sợ. Đừng đánh nữa, còn đánh nữa là xảy ra án mạng đấy. Lão ta cứ để đây cho chúng tôi lo liệu đi. Buông ra. Chỉ một cái vùng tay đã khiến cho Hâm Bằng và Lãnh Hàn Khâm bị đẩy ra phía sau. Anh bây giờ còn nghĩ đến thứ gì được chứ? Xung quanh đầu anh chỉ là hình ảnh hắn ta cấu xé quần áo của Anna, đang tội nghiệp hết sức mà phản kháng. Nếu như anh đến chậm hơn một chút thì đúng là hối hận cả đời. Bây giờ chỉ muốn giết chết cái tên đàn ông khốn nạn này thôi. Mạc Đình Phong, Anna đang rất hoảng sợ đấy. Cậu cứ ở đó mà tiếp tục đánh người đi. Nắm đấm của Mạc Đình Phong bất ngờ dừng lại giữa không trung. Lúc này anh mới có thể nghe thấy tiếng nấc khẽ lọt vào trong tai của mình.
tiếng nấc đó đầy thảm thương, đầy sợ hãi. Âm thanh đó đã hùng hăng chọc cho trái tim của Mạc Đình Phong nói đau lên. Anh lập tức đứng bật dậy, không màng đến lão già kia bị mình đánh đến hấp hối như sắp chết, mà chạy đến bên cạnh Anna. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đẫm nước mắt, quần áo thì bị xé tan hoang, cũng may những chỗ nhạy cảm chưa bị lộ ra. Anh lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên người cô che chắn. Mạc Đình Phong quay mặt phóng ánh mắt đầy đáng sợ đến những người đang có mặt ở đây, rồi gằn giọng mà nói: "Cút hết ra ngoài đi." Lãnh Hàn Khâm lắc đầu với dáng vẻ bây giờ của Mạc Đình Phong, gọi bảo an mang lão già dưới đất ra khỏi đây. Sau đó thì Hàn Khâm và Lâm Bằng cũng đi ra bên ngoài. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại có hai người. Anna mơ màng nhìn người đàn ông trước mắt, nỗi uất ức trong người trực trào lên. Bỗng dưng cô dùng hết sức đứng dậy mà nhào vào trong lồng ngực của anh khóc nấc lên. Bao nhiêu tủi nhục đều theo nước mắt và tiếng khóc thoát ra. Nếu như anh không đến kịp thời thì có phải bây giờ cô đã bị lão già kia làm nhục rồi không? Tiếng khóc của cô rơi vào tai Mạc Đình Phong chứa sát thương cực lớn. Anh tự trách tại sao không đến sớm hơn để cho cô bị dọa sợ như thế này. "Mạc Tổng, tôi sợ lắm. Hắn ta... Cô vỡ òa đau khổ. Mạc Đình Phong không biết phải dỗ cô thế nào cho cô đỡ sợ. Anh chỉ dịu dàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô, chạm vào tấm lưng mảnh khảnh mà trấn an, mang đến cho cô hơi ấm và niềm tin vững chắc. Trong cái ôm của anh, khắp người cô bắt đầu dạo dực hơn. Anna nhìn Mạc Đình Phong bằng ánh mắt khác lạ, rõ rệt. Trong ánh mắt đó chứa đựng sự cầu khẩn, chứa đựng cả khát khao cháy bỏng nữa. Mạc Đình Phong phần nào cũng đã đoán được là cô có vấn đề rồi. Tôi khó chịu quá, Mạc Tổng. Anh làm ơn giúp tôi với." Cô dính lấy người anh không buông, giống như sợ rằng Mạc Đình Phong sẽ chạy đi mất. Bàn tay vô thức chạm vào cơ thể của anh và bắt đầu gỡ đi những chiếc cúc áo sơ mi. Mạc Đình Phong lập tức chặn tay của cô, cau mày đẩy cô ra xa. "Anna, tôi biết là em bị trúng thuốc rồi. Tôi sẽ tìm thuốc giải cho em. Bây giờ cố gắng chịu đựng một chút, đừng đi đâu cả, biết chưa?" Anh bất đắc dĩ quay đi. Anna liền kéo anh lại. Không ngờ cô lại to gan chủ động nhón chân lên để mà hôn Mạc Đình Phong. Bàn tay mảnh khảnh ôm chặt tấm lưng to lớn của anh. Tâm trí của cô bây giờ hoàn toàn đã bị thuốc kia kiểm soát rồi. Nụ hôn của cô gấp gáp, nóng bỏng chiếm lấy đôi môi của anh. Nụ hôn đó có chút cuống quýt, có chút vụng về. Chết tiệt, Mạc Đình Phong bây giờ đã bị cô cầu dẫn. Cơ thể này cũng không còn nghe lời anh nữa mà bắt đầu rực lửa rồi. Thế nhưng anh không thể nào thừa nước đục thả câu, nhân lúc cô bị trúng thuốc liền chiếm tiện nghi của cô. Cố gắng để cho tâm trí thật thanh tịnh nhất có thể, Mạc Đình Phong đẩy người cô ra thật mạnh, đến nỗi mà cô ngã nhào xuống giường, đau đớn kêu lên thành tiếng. Anh nhanh chân đến, cầm nắm cửa rồi đẩy mạnh ra. Thế nhưng cả người chợt trở nên cứng ngắc. Tại sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ là... Mạc Đình Phong tay nắm lại thành nắm đấm đầy tức giận. Nhất định là hai tên kia cố tình giở trò rồi đây. Đang cố gắng tìm cách để mà thoát khỏi thì Anna đã từ lúc nào xuất hiện đằng sau anh, rồi ôm chầm lấy anh. Đôi mắt của cô đỏ hết cả lên. Cô không có sức lực mà dựa vào người của Mạc Đình Phong. Cô khóc lóc thút thít đầy đáng thương. "Tôi xin anh hãy giúp tôi, Mạc Tổng. Tôi thật sự vô cùng khó chịu. Tôi khó chịu sắp chết rồi." Dáng vẻ đáng thương cầu xin này, Mạc Đình Phong biết rằng cô đã rất khó chịu mới làm ra những hành động như thế. Mà cửa phòng thì bị khóa chặt rồi, vốn dĩ không còn cách nào khác. Anna một lần nữa bị thuốc kia điều khiển lý trí. Cô ôm lấy cổ của anh rồi hôn anh. Cô to gan cởi từng chiếc cúc áo trên cơ ngực của Mạc Đình Phong. Lồng ngực săn chắc, từng múi bụng rắn giỏi dần dần lộ ra rất đẹp mắt. Mạc Đình Phong mặc cô động chạm vào người của mình, ánh mắt sâu hun hút nhìn sắc mặt dần dần đỏ lên của cô, đang nhìn vào nửa thân trên không mảnh vải của mình. Cô lúc này mới bị dọa cho tỉnh táo một chút, tay chợt run rẩy thu về. Động tác chỉ làm được một nửa thì người đàn ông đã túm lấy tay của cô, chủ động cúi người xuống, dán môi mình lên môi cô. Nụ hôn của Mạc Đình Phong cuồng dã, hung hăng mà chiếm lấy tất cả những mật ngọt trong khoang miệng cô. Anna bị anh hôn đến mê man đầu óc, ngọn lửa tình ái trong cô càng ngày càng bừng cháy dữ dội. Mạc Đình Phong hôn cô
đến nỗi đôi môi mềm mại kia đã sưng tấy thì mới thỏa lòng. Anh cúi người xuống, tiếp tục hôn lên cổ của cô, để lại từng dấu đỏ đầy ái muội. Sau đó thì tiến ra đằng sau gáy của cô. Anh mở tròn mắt khi mà nhìn thấy vết sẹo hoa mai của Anna. Điều này càng khiến cho anh kích thích hơn. Anh đẩy người cô ngã xuống giường. Quần áo của Anna vốn dĩ trước đó đã bị xé rách không ít, càng tôn lên làn da trắng nõn, mềm mại. Bất chợt anh khựng lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào những vết đỏ dứa máu chạy dọc theo sống lưng và bả vai của cô. Là do tên già thối tha ban nãy đã làm ra điều này. Cơn giận dữ lại một lần nữa sục sôi, thiêu đốt trong cơ thể của anh. Tên chó chết kia lại dám hành hạ Anna đau đớn như vậy sao? Anh nguyện thề rằng nếu như không làm cho hắn ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết, thì anh sẽ không mang tên là Mạc Đình Phong nữa. Thật sự là anh có cảm giác anh muốn ở bên cô, muốn bảo vệ cô thật tốt. Cảm xúc trong lòng Mạc Đình Phong vô cùng phức tạp. Anh đã từng hứa với lòng mình là sẽ để cho cô có một cuộc sống mới với những gì hiện tại cô hài lòng nhất. Vốn dĩ là 5 năm trước, anh đã vạch sẵn cho cô một cuộc sống mới vô cùng tốt đẹp, để cho cô quên hết đi quá khứ về anh, về những kỷ niệm đau khổ mà cô từng trải qua. Thế nhưng cuộc đời này thật là khó nói. Dòng đời lại tiếp tục đưa đẩy hai người một lần nữa trở về bên nhau và đến tình cảnh cô bây giờ. Là duyên phận hay là trớ trêu nghiệt duyên đây? Mạc Tổng, tôi... Anna bây giờ đang bức bối, không thể nào chịu được nữa. Cô muốn cầu xin anh, nhưng mà cô làm sao có thể thốt ra những lời nói xấu hổ đó cơ chứ? Làm sao có thể nói Mạc Đình Phong động vào người mình đây? Giọng nói nỉ non của cô làm cho anh hoàn hồn. Mạc Đình Phong mới nhìn đến cô đang chật vật, trên trán đầy mồ hôi, đôi mắt nhíu lại cho thấy sự bồn chồn lợi hại đến cỡ nào. Không biết là định mệnh đã cố tình sắp xếp cho cô được trở về bên anh, hay là đang trêu đùa hai người. Nhưng nếu như đã cho anh cơ hội ở gần cô một lần nữa, thì anh nhất định sẽ không buông tay. Tự cởi bỏ những thứ vương víu trên cơ thể của mình, giờ đây Mạc Đình Phong đã không mảnh vải che thân. Cơ thể của anh cường tráng tuyệt mỹ hiện ra trước mặt của Anna. Anna trong cơn mơ màng trông thấy khuôn mặt đẹp trai càng lúc càng đến gần. Ngay sau đó, anh đã tiến tới chiếm lấy đôi môi của cô, hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể mềm mại trắng nõn như tuyết. Mảnh vải cuối cùng trên người của Anna cũng đến lúc bị Mạc Đình Phong kéo xuống. Khát vọng đàn ông giống như mãnh thú không thể nào chế trụ được anh nữa. Một tiếng hét rất lớn bật ra từ miệng của Anna. Vậy là Mạc Đình Phong đã thành công đưa cô đến với một cơn ân ái cuồng nhiệt. Cứ như vậy suốt cả một đêm, hai cơ thể cứ dính chặt nhau ở trên giường, mang lại cho nhau một cảm giác hoang dã và đê mê nhất. Mặt trời đã lên cao, nắng chiếu từ khe cửa xuyên thẳng vào chiếc giường, chiếu vào hai cơ thể đang ôm nhau ngủ say sưa. Người thức dậy đầu tiên chính là Mạc Đình Phong. Vừa mở mắt ra, anh đã nhìn thấy Anna gần kề, da thịt cả hai người đụng chạm vào nhau, hòa quyện hơi ấm vào nhau. Trong căn phòng còn vương vấn một chút không khí ái tình của ngày hôm qua. Đã 34 tuổi đầu, mà đây chính là lần thứ hai Mạc Đình Phong làm chuyện nam nữ. Anh là một người đàn ông thực thụ, đương nhiên là đôi lúc anh cũng sẽ có nhu cầu của riêng mình, mà mỗi lần như vậy vợ anh lại không có ở bên cạnh. Phải vất vả lắm anh mới có thể chịu đựng được và quyết dứt khoát không tìm đến phụ nữ bên ngoài. Bởi vì trong lòng Mạc Đình Phong chỉ có duy nhất một người phụ nữ mà anh muốn đụng vào mà thôi. Cả đêm qua được giải tỏa, Mạc Đình Phong của lúc đó rất điên cuồng, mà Anna thì cũng vì tác dụng của thuốc mà phối hợp với anh rất ăn ý. Tất cả những điều đó đã làm cho Mạc Đình Phong rất cao hứng. Anh khẽ hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô, nhìn cả thế giới đang nằm trong vòng tay mình. Bất chợt anh nhận thấy mi mắt của cô biến chuyển, môi của anh liền rời đi, nhắm tịt lại giả vờ là mình đang ngủ. Anna thức giấc, cảm nhận cơ thể của mình cực kỳ mệt mỏi, đau rát khó chịu. Cô chau mày khẽ kêu lên một tiếng: "Đau đầu quá." Cô định đưa tay lên để xoa đầu của mình thì vô tình đụng trúng mặt Mạc Đình Phong. Lúc này cô mới chú ý rồi quay người sang nhìn. Đập vào mắt của cô là khuôn mặt tuyệt mỹ của Mạc Đình Phong. Cô hoảng hốt trợn tròn cả mắt lên. Sau đó cô nhìn xuống thì thấy cánh tay của anh đang ôm eo mình,
còn có da thịt xa lạ đụng chạm trên cơ thể của cô. Lúc này, từng mảnh ký ức mờ mịt mới chạy xẹt qua trong đầu cô, giống như là một thước phim quay chậm. Sắc mặt cô bắt đầu ửng đỏ, cô phát khiếp đến mức mà tay chân buồn rộn. Hôm qua, cô đã bị Kỳ An bỏ thuốc và dụ vào trong khách sạn này. Muốn cô bị một người đàn ông lớn tuổi làm nhục. Ngay lúc mà bản thân cô đã rơi vào trong cực cùng của tuyệt vọng, thì Mạc Đình Phong đã đến cứu thoát cô. Anh đã đánh người đàn ông kia rất thảm hại. Cô chưa bao giờ thấy Mạc Đình Phong đáng sợ giống như lúc đó. Sau đó thì anh muốn tìm thuốc giải cho cô. Thế nhưng là chính cô, đã ngăn cản anh, là chính cô đã quyến rũ anh và cùng anh điên cuồng suốt cả một đêm. Mọi chuyện đêm qua, nguồn cơn chính là do cô mà ra. Anna ngắm nhìn Mạc Đình Phong thật là kỹ lưỡng. Khuôn mặt này của anh làm sao có thể hoàn hảo đến như vậy chứ? Một từ đẹp thôi thì không thể nào hình dung được hết tất cả những gì mà người đàn ông này có được. Ông trời tại sao có thể ban cho Mạc Đình Phong một vẻ đẹp cuốn hút vô thực đến như vậy? Trong vô thức, Anna đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của anh. Cô bây giờ mới hiểu rằng mình đã động tâm về anh rồi. Bất chợt cô bừng tỉnh rồi rụt tay của mình về. Cô đang làm chuyện gì vậy chứ? Mạc Đình Phong rất yêu người vợ đã mất kia của mình. Mọi chuyện hôm qua là do cô chủ động. Có lẽ anh lên giường với cô chỉ là vì khuôn mặt này giống hệt với người vợ đã qua đời của anh. Hơn nữa, cô và Hứa Tần Lâm trước đây là mối quan hệ yêu đương. Cô đã hứa với người đó là sẽ không yêu thương, gần gũi với một người đàn ông khác. Vậy mà đêm qua, cô lại lên giường với Mạc Đình Phong và phụ bạc Hứa Tần Lâm. Một cảm giác tội lỗi bùa vây lấy Anna. Cô thở dài một tiếng rồi bật dậy rời giường. Cô chỉ muốn rời đi thật nhanh để tránh trường hợp đụng mặt Mạc Đình Phong khi anh tỉnh dậy. Lúc này, cổ tay của cô bỗng bị giữ chặt. Có một lực rất mạnh kéo lấy tay cô. Cô mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường, nằm vào trong lồng ngực to lớn của ai đó. Lồng ngực rắn chắc áp vào da mặt, khiến cho cô mặt đỏ bừng lên. Đêm qua thì chủ động ngủ với tôi, mà bây giờ thì muốn chạy là sao chứ? Sắc mặt của Anna lúc này giống như không còn một giọt máu nào cả. Cả người của cô cứng ngắc. Mạc Đình Phong đã tỉnh dậy từ lúc nào chứ? Vậy là nãy giờ anh toàn giả vờ ngủ thôi sao? Mạc Đình Phong ngắt nhẹ cánh mũi của Anna, rồi nhếch mày thách thức. Vẻ lạnh lùng bình thường đã chuyển thành ngang ngạnh mà nhìn cô. Sao thế? Sợ rồi à? Đêm qua em còn rất điên cuồng cơ mà. Cứ kéo tôi vận động cùng em suốt. Vậy mà bây giờ lại bày ra bộ dáng nhút nhát này là thế nào đây? Anh hôm qua cũng rất cuồng nhiệt cơ mà. Tại sao lại nói chỉ có mình tôi chứ? Mạc Đình Phong, anh là tên vô sỉ. Cô cảm thấy lời nói của anh rất quá đáng. Cơn tức giận tuôn trào dữ dội, cô phản bác. Mạc Đình Phong cố tình kéo dài giọng để chọc cô. Nên nhớ là hôm qua tôi đã cứu em đấy. Vậy mà bây giờ em còn chửi tôi sao? Cứu em để em không bị tên già kia động vào người. Và còn cứu em cả... Tôi biết rồi. Tôi thật sự cảm ơn Mạc Tổng. Xem như đêm qua chỉ là thỏa mãn lợi ích của nhau đi. Bây giờ tôi phải về khách sạn đây. Tạm biệt. Cô xấu hổ lập tức ngắt lời anh. Cô một lần nữa muốn bật dậy rồi đi, thì Mạc Đình Phong vẫn như cũ đẩy người cô xuống. Mặt đối mặt với nhau, ánh mắt của anh dần chuyển sang lạnh lẽo mà hù dọa cô. Ai cho phép em đi chứ? Em phải đền bù đi. Anna nghe như vậy thì ngơ ngịch gãi đầu. Đền bù sao? Đền bù cái gì chứ? Người chịu thiệt rõ ràng là cô cơ mà. Hôm qua để cho anh hưởng thụ cơ thể trong trắng của mình cả đêm, vậy mà bây giờ lại còn bắt cô đền bù sao? Đúng là buồn cười thật đấy. Mạc Tổng, dù sao đi nữa thì anh cũng là hàng tái sử dụng, chẳng phải trai tơ gì cả. Còn tôi mới chính là người mất đi lần đầu tiên của mình. Tôi không nói lời nào, còn anh thì lại đòi đền bù là sao? Chuyện này đồn ra ngoài, anh không sợ sẽ thành trò cười cho thiên hạ à? Mạc Đình Phong vừa tức giận vừa buồn cười. Chết tiệt, tình huống cẩu huyết gì thế này không biết. Cô bảo rằng anh là hàng đã qua sử dụng sao? Cô nào biết trước kia người sử dụng chính là cô đấy. Chỉ mới lần thứ hai đã khinh thường anh như vậy rồi. Lấy đi lần đầu tiên của cô gì chứ? Là lần thứ hai cơ mà. Chỉ có cô ngốc nghếch từ đầu đến cuối không biết gì. Mặc kệ, Mạc Đình Phong véo má của cô một cái thật mạnh
để mà trừng phạt cô, dịu giọng mà nói. Vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Không cần. Mạc Tổng, tôi biết là anh vì tôi giống hệt vợ của anh mới có thể lên giường với tôi. Thế nên anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Xem như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra đi. Cô gạt mạnh tay của anh ra khỏi mặt mình, điệu bộ vô cùng hung dữ mà lườm anh. Xem như chưa từng xảy ra sao? Em nói nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ. Tôi muốn thử một lần nữa yêu thêm một người khác. Tôi không vì vợ cũ của tôi mới lên giường với em, mà là tôi vì em. Anh muốn thử yêu thêm một lần nữa, không phải là buông bỏ người vợ kia, mà là anh muốn yêu thêm cô của phiên bản khác. Một Hạ Nhược Hy quên đi mọi thứ, vô ưu vô lo, không bị quá khứ bi thương trước đây làm cho thống khổ. Anh cũng không hy vọng cô có thể nhớ lại quá khứ đau lòng đó, chỉ muốn rằng một lần nữa có được trái tim của cô. Biết rằng làm như vậy là đang trái lời hứa năm xưa của mình dành cho Hứa Tần Lâm, thế nhưng Mạc Đình Phong không còn cách nào để buông bỏ cô nữa. Anh có thể bù đắp lại lời hứa đó bằng tất cả mọi thứ anh có để đổi lại người phụ nữ anh yêu thương. Anna đối diện với lời nói đó, một tia lay động đánh mạnh vào trong trái tim của cô. Cô không ngừng thổn thức. Ánh mắt chân tình sâu thẳm của Mạc Đình Phong giống như đang thôi miên, giống như đang cuốn cô vào trong lưới tình. Vì cô sao? Anh có thể vì cô sao? Mạc Đình Phong trông thấy cô ngây ngô tròn mắt kinh ngạc nhìn mình thì không thể nào kìm được lòng mà cúi đầu xuống, thừa cơ hội chiếm lấy đôi môi đang hé mở kia. Anna nhất thời giật mình, quay mặt sang hướng khác, khiến cho môi của anh rơi trúng vào bên má cô. Nhiệt độ nóng bỏng mềm mại lan tỏa khắp da mặt, giây sau thì cả mặt đã đỏ ửng cả lên. Tôi đi đây, không còn sớm nữa rồi. Lần này Anna hành động rất nhanh. Đêm qua khi mà lăn lộn đủ mọi kiểu trên giường đến thỏa mãn, Mạc Đình Phong đã tắm rửa sạch sẽ cho cô, mặc cho cô chiếc đầm ngủ của khách sạn. Thế nên bây giờ cô không rơi vào tình trạng không mảnh vải che thân. Anna nhặt hết quần áo đang rơi vãi dưới nền rồi chạy tọt vào trong nhà vệ sinh. Mạc Đình Phong nhìn theo cô mà mỉm cười ấm áp. Dáng vẻ ngại ngùng của cô đúng là đáng yêu chết đi mất. Khi Anna bước ra, cô không thèm ngó đến anh một cái nào mà trực tiếp mở cửa. Mạc Đình Phong để lại một câu với cô: tôi sẽ theo đuổi em, em cứ chờ xem. Tay đang vặn nắm cửa của Anna nắm thật chặt, hai mắt cô xa sầm. Một lúc sau cô mới có can đảm mà mở cửa rời đi. Khi Anna trở về khách sạn Tư Phỉ đã là buổi trưa rồi. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Natalie và Hứa Tần Lâm có mặt trong phòng mình. Cô khiếp đảm. Vốn dĩ đêm qua cô làm chuyện xấu, thế nên tâm thế lúc nào cũng sợ hãi người khác biết chuyện đó, trong người bắt đầu căng thẳng. Natalie chợt nhìn thấy cô ngoài cửa như vậy thì chạy tới nắm tay cô, vẻ mặt không giấu nổi sự mừng rỡ. Cuối cùng thì em cũng về rồi, Anna. Em có biết là chị và Hứa Tổng lo cho em thế nào không? Vẻ mặt của cô tái nhợt, một phần là bởi vì hôm qua cô lao lực quá nhiều, còn một phần là vì sợ hãi sẽ bị hai người đó nhìn thấu nội tâm. Hứa Tần Lâm ngay lập tức có thể cảm nhận cô rất khác. Anh tiến tới giữ chặt bả vai của cô, đối mặt với mình rồi hỏi: em không sao chứ? Em không sao. Hôm qua em đi dự tiệc chỉ uống say một chút thôi. Một người bạn em quen biết, bởi vì không nắm rõ chỗ ở của em, thế nên đã đưa em về khách sạn khác ngủ tạm qua đêm. Em vừa tỉnh lại là quay trở về đây ngay. Cô chớp mắt để mà cố tình che giấu đi tâm tình đang rối như tơ vò của mình. Natalie chau mày khó chịu, lên giọng trách móc: em có bị ngốc không đấy? Thân con gái mà lại để cho mình uống say rồi để mặc cho người ta đưa đi mất. Lỡ hôm qua là một người xấu thì hôm nay em sẽ thế nào đây? Nội tâm của Anna đã bị Natalie nói đến chấn động. Thật sự thì đó không phải lỡ như, mà đó chính là sự thật. Cô đã bị thất thân rồi, bây giờ cũng chẳng đủ can đảm để mà nhìn mặt Hứa Tần Lâm, cho dù chỉ là một lần. Natalie rất lo cho Anna. Quen biết làm việc với nhau được 4 năm, thấy cô xinh đẹp tài năng, ra đời sẽ bị ganh ghét hãm hại. Cô ấy lúc nào cũng để mắt đến những người xung quanh Anna. Nếu như cô biết hôm qua Anna bị người ta hãm hại làm cho cô thất thân, thì chắc chắn rằng Natalie sẽ nổi cơn thịnh nộ,
làm nổ tung tất cả lên mắt. Hứa Tần Lâm lúc này ngăn cản cô ấy. Thôi được rồi, dù sao thì em ấy cũng về bình an vô sự là tốt rồi. Na Thần Lý lúc này để ý đến Hứa Tần Lâm đang có mặt, trong lòng cao hứng. Đối tượng ở bên cạnh Anna tốt nhất chính là người này đây. Vẫn giống như mọi khi, cô ấy lúc nào cũng tạo cơ hội cho hai người. Bây giờ chị đang có một cuộc họp trực tuyến, cần phải đi gấp. Chị về phòng trước đây, hai đứa cứ từ từ mà nói chuyện tiếp đi nha. Cửa đóng sầm lại. Anna nhắm mắt thầm trách Na Thần Lý đã để cô vào trong tình huống hổ thẹn như vậy. Cô không biết nói gì với Hứa Tần Lâm, chỉ lặng lẽ đứng im cúi mặt. Vậy là cậu ấy đã mở lời trước. Buổi chiều nay em có muốn cùng anh đến bãi biển Tây Nam không? Nơi đó rất thoáng đãng, phù hợp cho một người yêu thích bình yên như em đấy. Anna cảm thấy không khỏe trong người, lại còn cảm thấy tội lỗi với Hứa Tần Lâm. Cô muốn từ chối thì người đàn ông kia đã biết trước kết quả, chặn miệng cô bằng câu nói tiếp theo. Chẳng lẽ em chán ghét việc đi cùng anh đến như vậy sao? Sao có thể như vậy chứ? Anh đừng đùa mà. Thôi được rồi, chiều nay anh đón em nhé. Cô ra sức phủ nhận, xua tay. Đến buổi chiều, Anna mệt mỏi chỉ ngủ được có 4 tiếng thì chuông báo thức đã kêu lên inh ỏi. Cô chuẩn bị đi biển cùng với Hứa Tần Lâm. Cô vừa tắm xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hứa Tần Lâm đến sớm hơn dự kiến. Cô đi ra ngoài. Xong rồi sao? Chúng ta đi nha. Chưa đâu. Anna mỉm cười rồi đến trước gương, dùng thỏi son trong túi sách thoa lên một chút. Không cần phải son phấn gì nhiều, chỉ cần thoa lên môi một chút son đỏ là chồng cô đã vô cùng xinh xắn rồi. Dáng vẻ này đã làm cho Hứa Tần Lâm nhìn đắm đuối. Hôm nay Anna mặc trên người chiếc váy hoa mang họa tiết đơn điệu màu xanh nhạt. Tô son xong, cô quay mặt sang. Anh không biết là khi ra ngoài phụ nữ cần phải trưng diện một chút sao? Hứa Tần Lâm gật đầu rồi thắc mắc. Phụ nữ ra ngoài dành cả tiếng để mà trang điểm, còn em thì chỉ cần thoa son thôi. Có phải là sợ anh chờ lâu không? Anna cất thỏi son vào trong túi sách, bờ môi mỏng đỏ đỏ của cô khẽ mấp máy. Không phải đâu, là do em lười thôi. Hơn nữa em thấy thế này cũng tốt rồi mà. Chẳng lẽ anh thấy em bây giờ rất xấu sao? Hứa Tần Lâm liền chối bỏ cái suy nghĩ này của cô. Anh không muốn cô hiểu lầm. Không phải, anh thấy bây giờ em rất xinh đẹp. Mà cho dù em có để mặt mộc hoàn toàn cũng đã xinh đẹp đến động lòng người rồi. Đúng vậy, Anna vô cùng xinh đẹp. Cứ để cho mối quan hệ của hai người dừng lại ở mức bạn bè thế này, Hứa Tần Lâm rất hồi hộp và lo sợ. Anh tiến lại gần cô hơn, rồi đưa bàn tay chạm lên da mặt mỏng của cô. Nhiệt độ ấm áp từ tay của Hứa Tần Lâm phát ra khiến cho cô giật mình lùi về sau. Mặt cô đỏ cả lên, ngượng ngùng vô cùng. Bất chợt nhớ đến lúc sáng nay mình còn nằm chung giường với Mạc Đình Phong mà cô bất giác sợ hãi. Chẳng phải anh nói là chúng ta đi biển sao? Em chuẩn bị xong xuôi rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Anna nhanh chân đi ra khỏi phòng trước. Cánh tay của Hứa Tần Lâm vẫn còn đang để giữa không trung. Một cảm giác hụt hẫng đánh mạnh vào trong lòng, làm cho anh vô cùng khó chịu. Đây không phải lần đầu tiên, mà có rất nhiều lần rồi Hứa Tần Lâm muốn gần gũi Anna hơn thì cô đều khéo léo khước từ. Trước đây là vì một Mạc Đình Phong ngăn cấm, mà bây giờ cô đã quên đi tất cả. Vậy mà cô vẫn không thể nào yêu và chấp nhận anh sao? Bãi biển Đông Nam không nằm trong thành phố Hải Châu mà nằm ở Nghê Xuyên, tiếp giáp. Bãi biển này nổi tiếng là rất lớn, có nhiều quang cảnh đẹp. Hàng năm vào mùa hè đã thu hút rất nhiều khách đến nghỉ dưỡng. Còn bây giờ thì vẫn có người bình thường đến thưởng thức phong cảnh hữu tình nơi đây. Những nơi bình yên luôn là điểm đến đáng ghé thăm đối với Anna. Cô rất thích hít thở mùi biển, đi tản bộ thế này. Không ngờ đã đi khỏi thành phố rồi. Cô rất thích hít thở mùi biển, rất thích đi bộ như thế này. Chỉ là không ngờ đã đi ra khỏi thành phố rồi mà vẫn có thể gặp được người quen. Ba ơi, con muốn tắm biển, biển đẹp quá đi. Con chưa biết bơi mà tiết trời bây giờ vừa chuyển sang đông, nước biển thì lạnh lắm, con tắm là sẽ bị ốm đấy. Mạc Đình Phong cưng chiều xoa đầu con gái rồi véo nhẹ lên chiếc mũi của cô bé, dịu giọng mà nói. Tiểu Hy phụng phịu không chịu. Lần đầu tiên được ba đưa đi chơi
mà ba thì không chiều theo ý của cô bé gì cả. Anna bất chợt nhìn thấy hai cha con ở đằng trước mình thì tái cả mặt. Cô lùi về sau mấy bước rồi vô tình đụng mạnh vào người của Hứa Thần Lâm. Anh kịp thời đỡ lấy eo của cô, lo lắng lên tiếng. Em sao thế? Em không khỏe ở đâu à? À không, em... Giọng nói của Hứa Thần Lâm không ngờ đã vô tình lọt vào tai của hai cha con Mạc Đình Phong. Vừa nhìn thấy cô được người đàn ông kia ôm ấp thì máu nóng trong người Mạc Đình Phong đã sôi bùng lên. Còn cô bé Tiểu Hy thì trái ngược với anh. Cô bé vui vẻ, niềm nở gọi rất to. Mẹ, mẹ ơi! Đã quá lâu rồi không được gặp mẹ. Tiểu Hy vừa thấy cô thì mừng rỡ biết bao nhiêu. Cô bé nhanh chóng tuột xuống khỏi người của Mạc Đình Phong rồi chạy đến chỗ Anna, ôm chầm lấy cô uất ức nói. Mẹ ơi, tại sao mẹ không đến thăm Tiểu Hy nữa chứ? Có phải là con làm gì để mẹ giận rồi không? Con xin lỗi mẹ mà. Anna trong thời gian này cũng rất nhớ cô bé. Vừa nhìn thấy Tiểu Hy đã không thể nào kìm lòng được. Cô bé còn mếu máo nói ra những câu vừa rồi, làm cho cô đau lòng chết đi được. Cô cúi người xuống bế Tiểu Hy lên, rồi thơm vào hai má phúng phính, mềm mại như bánh bao của bé con. Con có làm gì có lỗi đâu mà lại xin lỗi mẹ chứ, ngốc quá. Tiểu Hy của mẹ rất ngoan, chỉ là dạo này mẹ quá bận, không thể nào đến thăm con thôi. Thật sao ạ? Tiểu Hy vì lời này của cô mà không buồn tủi nữa. Cô bé cười toe toét, hôn lên một cái rõ to trên mặt cô, làm cho Anna chạnh lòng. Cô lừa Tiểu Hy. Cô vì không muốn đối mặt với hai cha con, thế nên cố ý tránh xa. Bây giờ thấy Tiểu Hy thì lại mềm lòng rồi. Vô tình, ánh mắt ôn nhu của Mạc Đình Phong đặt trên người mình và Tiểu Hy. Anna thấy như vậy thì vừa bối rối vừa khó chịu. Chẳng lẽ Mạc Đình Phong hình dung cô là mẹ của Tiểu Hy thật sao? Tiểu Hy, chúng ta đến đó chơi nha. Vậy là Anna một mạch bế Tiểu Hy đến gần mặt nước biển, thả xuống bãi cát, rồi cùng nhau nghỉ cát biển. Một lớn một nhỏ vừa đi, không khí ở trên bãi biển liền ngộp thở. Hứa Tần Lâm nhìn Mạc Đình Phong, trong ánh mắt của anh ta đầy mùi thuốc súng. Mạc Đình Phong cũng chẳng né tránh gì mà nhìn lại Hứa Tần Lâm. Thấy không, sức mạnh của tình mẹ con đấy. Mạc Đình Phong, anh còn dám đưa con bé đến đây để mà đeo bám chúng tôi sao? Mạc Đình Phong ngoảnh mặt ra biển lớn, ngắm nhìn hai mẹ con đang đắp cát xây lâu đài, trong lòng bình thản mà nói. Hôm nay là cuối tuần, tôi đưa con gái của tôi đi chơi, chỉ là trùng hợp gặp cậu và cô ấy thôi. Cậu xem có phải là ông trời sắp đặt rồi không? Hứa Tần Lâm vô cùng tức giận, không thể nào kiềm chế được âm sắc khó nghe trong giọng nói của mình. 4 năm trước anh hứa gì? Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Mạc Đình Phong, tôi và Anna đang có cuộc sống rất hạnh phúc bên nhau. Nếu như anh còn quan tâm đến cô ấy thì xin anh đừng phá hoại cuộc sống của cô ấy nữa. Mạc Đình Phong cong môi cười nhẹ. Thoáng nhìn thì chỉ nghĩ rằng đó là một nụ cười rất bình thường, nhưng không phải. Chính anh mới biết sự chua xót cay đắng trong đó là như thế nào. Anh cũng không biết là lựa chọn này của mình đúng hay sai. Lúc trước là sợ sau khi mình chết đi cô không còn tương lai. Bây giờ cô đã có cuộc sống bình ổn hơn thì anh lại chen chân vào. Tôi và cô ấy tối qua đã ngủ cùng với nhau. Câu nói của Mạc Đình Phong đã đánh rất mạnh vào tai của Hứa Tần Lâm. Mắt anh ta trợn tròn lên nhìn anh. Một giây sau thì siết tay thành nắm đấm. Mạc Đình Phong, anh dám dùng chiêu trò bì ổi như vậy sao? Làm sao mà Anna có thể ngủ cùng với Mạc Đình Phong chứ? Tuy rằng mối quan hệ của hai người họ vẫn chỉ dậm chân ở mức bạn bè, thế nhưng anh biết Anna là một người phụ nữ hiểu chuyện, không thể nào tùy tiện lên giường với đàn ông. Cô còn hứa rằng sẽ không yêu đương với bất kỳ một người đàn ông khác ngoài Hứa Tần Lâm. Anh ta cố bám theo những suy nghĩ đó mà ép mình phải tin rằng Mạc Đình Phong đang nói dối. Thế nhưng trong đầu của anh ta vẫn đang len lỏi một nỗi sợ hãi. Thực ra thì chuyện đó vốn dĩ không phải là không có khả năng. Từ đằng xa, Tiểu Hy thấy được Hứa Tần Lâm vung nắm đấm vào mặt của ba mình. Cô bé hốt hoảng gọi to. Ba ơi! Cú đấm kia thực sự là rất mạnh. Tiếng gió biển, tiếng người ồn ào không thể nào vùi lấp. Âm thanh đó truyền đến tai của Anna. Cô quay mặt sang thì thấy Mạc Đình Phong đang quay mặt sang một bên.
đứng bật dậy đưa Tiểu Hy chạy tới. Ba, ba có đau không? Mạc Đình Phong bị đánh chưa có biểu hiện gì cả, mà Tiểu Hy đã mếu máo đau lòng rồi. Anh xoa đầu con gái rồi ngồi xuống dỗ dành con. Ba không sao, con đừng khóc nha. Chú đánh ba cháu, chú đúng là cái đồ xấu xa mà. Tiểu Hy sờ vào chỗ sườn mặt của ba đã bị đánh đến bầm tím mà đau lòng rơi nước mắt. Khuôn mặt đẹp trai của ba tại sao có thể để lại vết thâm tím xấu xí cơ chứ? Cô bé thay cho ba của mình chủ trì công đạo mà giận dữ nhìn Hứa Tần Lâm. Anna bối rối kéo Tiểu Hy trở về. Tiểu Hy, con còn nhỏ, con đừng nói chuyện với người lớn như vậy nha. Cô nhìn sang Hứa Tần Lâm bằng vẻ mặt khó chịu, giống như là đang trách móc anh ta. Hứa Tần Lâm không nói gì, liền kéo tay cô rời đi. Cổ tay cô đau rát, đồng thời cô chẳng hiểu gì cả. Hứa Tần Lâm, anh làm cái gì thế? Anh thả em ra đi. Mẹ, mẹ ơi! Mạc Đình Phong ngăn cản Tiểu Hy, gần giọng mà nói. Hứa Tần Lâm, nếu như cậu dám làm gì khiến cho cô ấy bị tổn thương, thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tiểu Hy nhìn Hứa Tần Lâm đã đưa Anna đi mất, thì tội nghiệp kéo cánh tay của ba mà gọi ba ơi. Mạc Đình Phong bế con gái đáng thương lên tay rồi dỗ dành. Anh sẽ theo đuổi cô lại, nhưng mà không phải là theo cách vội vàng ràng buộc, mà sẽ là cạnh tranh trực tiếp với Hứa Tần Lâm. Tiếng cửa mạnh bạo đóng lại. Hứa Tần Lâm đẩy mạnh Anna vào trong phòng. Sắc mặt của anh ta bây giờ đang vô cùng dọa người, đang tức giận muốn phát nổ lên rồi. Anh hỏi em, đêm qua em đã ở đâu chứ? Cô ngỡ ngàng nhìn anh, tay níu chặt vào vạt váy, nỗi sợ hãi trong lòng liền dâng lên. Anh hỏi chuyện này để làm gì chứ? Lúc sáng nay em có nói với anh rồi mà. Hứa Tần Lâm nắm đôi cầu vai của cô, để mặt cô đối diện với mình. Anh thấy rõ sự sợ hãi trên gương mặt xinh đẹp đó, và đó chính là câu trả lời cay đắng nhất dành cho anh. Quả thật Mạc Đình Phong nói không sai, đêm qua là em và hắn ngủ cùng nhau đúng không? Là ngủ cùng nhau hay là thức cùng nhau rồi nảy sinh ra chuyện gì khác đây? Câu hỏi này đã làm cho Anna cứng họng. Cô cúi mặt xuống, trong lòng vô cùng áy náy với Hứa Tần Lâm. Cô không còn trong sáng nữa, nhưng sao có thể một lời nói ra để làm cho anh đau lòng đây? Sự im lặng tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng. Hứa Tần Lâm đẩy vai cô ra rồi mỉm cười chua chát. Em đừng sợ như vậy, anh không trách em. Là tên đó ép buộc em có đúng không? Em đừng nghĩ ngợi quá nhiều, cũng đừng buồn gì cả. Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Anh nhất định sẽ đánh chết hắn ta. Anna hoảng hốt ngăn cản Hứa Tần Lâm. Cô biết hiện tại anh đang rất nóng giận. Nếu như anh đến chỗ của Mạc Đình Phong thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Không phải đâu, là em, là chính em đã dẫn dụ anh ấy. Anh ấy không hề cố tình động vào người em đâu. Tất cả là tại em, tại em thật mà. Cả người Hứa Tần Lâm giống như chết lặng, cả hơi thở cũng không còn nữa. Sự im lặng bất thường này đã dày vò Anna đến bật khóc. Đúng vậy, tất cả mọi tội lỗi đều là do cô. Đêm qua là cô bị bỏ thuốc, là cô chủ động gần gũi Mạc Đình Phong. Anh là vì giúp cô mới xảy ra chuyện chăn gối. Tần Lâm, em xin lỗi. Anna lúc này chỉ biết nói ra lời xin lỗi dành cho anh. Cô cũng không biết phải giải thích thêm điều gì, trong lòng đang rối tinh rối mù. Hứa Tần Lâm sau mấy phút trầm mặc thì cuối cùng cũng động đậy nhìn đến cô. Ánh mắt đầy tuyệt vọng, đầy tổn thương. Sau đó anh quay lưng rời đi. Chỉ còn lại tiếng đóng cửa rầm rầm vang lên. Anna ngồi bệt xuống đất mà khóc thành tiếng. Cô biết rằng mình đã làm tổn thương sâu sắc một người đàn ông tốt bụng rồi. Ngày hôm sau mới sáng ra thì Mạc Đình Phong đã đưa Tiểu Hy đến khách sạn của Anna đang ở, rồi để cô bé đứng trước cửa. Anna nghe tiếng chuông thì đi ra mở cửa. Nhìn thấy Tiểu Hy thì bất ngờ bế cô bé vào trong. Mạc Đình Phong lúc này mới an tâm rời đi. Anh thấy sắc mặt của cô bây giờ không tốt, chắc là do chuyện hôm qua ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và Hứa Tần Lâm không ít rồi. Chẳng lẽ cô yêu cậu ta đến như vậy sao? Liệu rằng việc anh muốn theo đuổi lại cô còn đúng không đây? Mẹ ơi, ba đứa con đến đây chơi cùng mẹ hôm nay thôi, ngày mai là con phải đi học rồi.
cô bé nói bằng âm giọng cực kỳ đáng thương, nũng nịu. Anna ngồi thơ thẩn nhìn cô bé, trong lòng nặng trĩu. Con thích mẹ lắm sao, Tiểu Hy? Đương nhiên rồi, con yêu mẹ nhất luôn. Đôi mắt của Tiểu Hy sáng ngời mà đáp. Là bởi vì mẹ giống với người mẹ trong ảnh của con, có đúng không? Vâng ạ, con từ nhỏ chỉ nhìn thấy mẹ qua ảnh thôi. Vừa nhìn thấy mẹ là con đã nhận ra ngay rồi. Tiểu Hy ngây ngô, nào biết rằng Anna đang suy nghĩ đến mặt tiêu cực của vấn đề. Thế nên cô bé thật lòng thừa nhận. Nếu như mẹ nói mẹ không phải là mẹ ruột của con thì sao? Tiểu Hy nhìn cô không chớp mắt. Trong ánh mắt của cô bé chứa đựng đầy tò mò. Tại sao mẹ của cô bé lại nói như vậy chứ? Mẹ là mẹ của bé cơ mà. Anna xoa đầu của Tiểu Hy, nửa muốn nói, nửa không muốn nói, mà cuối cùng thì vẫn chọn cách nói ra. Thật sự mẹ không phải là mẹ ruột của con đâu, Tiểu Hy. Mẹ chỉ là giống mẹ con thôi. Mẹ biết rằng khi nói ra điều này sẽ làm cho con tổn thương, nhưng mong con có thể hiểu cho mẹ. Đến khi nào con lớn lên, con sẽ không trách mẹ đã lừa con. Hơn nữa, cô ở lại nơi đây cũng không còn được bao lâu. Nếu đến lúc cô đi mà con bé vẫn còn quấy khóc đòi cô, thì cô thực sự là không nỡ đâu. Bất ngờ thay là Tiểu Hy không phản ứng gì quá lớn. Cô bé vẫn đang chăm chú lắp ráp mô hình đồ chơi mình vừa đem đến, rồi cười rất tươi. Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa, mẹ chỉ con chơi cái này đi. Anna bất động nhìn cô bé, vẫn không thể nào nhìn ra được một chút xíu cảm xúc buồn bã trên gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn. Đến tiếng gọi thứ ba của Tiểu Hy thì Anna mới ngớ người ra, rồi tiến tới chơi lắp hình cùng với cô bé. Đến lúc cô bé đi học, không còn cơ hội rảnh rỗi gặp mẹ, Tiểu yêu tinh này rất sành mãnh gọi cho Anna, bảo rằng hôm nay mình bị ức hiếp trong trường, hại cho cô lo lắng vô cùng. Chạy đến trường thì thấy rằng cô bé vẫn bình an vô sự, cô thở phào nhẹ nhõm. Rồi đến ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng như vậy. Và cho đến ngày thứ tư, Anna đã không còn mắc mưu của Tiểu Hy nữa. Thấy cách này không còn tác dụng, Tiểu Hy nhắn tin cho cô, nói rằng không ai đến đón cô bé về cả, trong khi bây giờ đã quá giờ tan trường nửa tiếng rồi. Anna cuối cùng vẫn là mềm lòng trước Tiểu Hy. Không ngờ cô đón taxi đến trường thì thấy Mạc Đình Phong đang nắm tay Tiểu Hy đứng trước cổng. Cô tức giận quay vào taxi. Mạc Đình Phong liền tiến tới ngăn cản. Em đến rồi mà còn muốn đi sao? Hôm nay ba chúng ta đi ăn trưa cùng nhau đi. Tôi không muốn, anh bỏ tay ra. Tiểu Hy vẫn là vị cứu tinh tuyệt vời của Mạc Đình Phong. Bé con vẫn một mực kéo cô vào trong xe anh. Vậy là Anna đã bị hai cha con bức ép để mà đi ăn cùng. Vẫn là nhà hàng trước kia, Mạc Đình Phong gọi rất nhiều món ngon cho cả hai mẹ con. Món nào Anna cũng thấy hợp khẩu vị của mình. Mạc Đình Phong ngắm nhìn hai người, rất ít khi nào động đũa. Anna cảm thấy chuyện này dần dần thoát ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Mạc Đình Phong thế nào lại đến gần cô nữa rồi. Cô không muốn vì Tiểu Hy mà mềm lòng thêm nữa. Nhưng vào ngày nghỉ là hôm nay, Tiểu Hy lại đến chơi cùng cô. Cô vẫn lặp lại câu nói hôm đó, nói rằng mình không phải là mẹ của Tiểu Hy đến mấy lần. Cô bé cho dù không muốn để ý thì cũng bị chọc cho mếu máo mà khóc. Thật ra thì Mạc Đình Phong có dặn dò trước với Tiểu Hy rằng mẹ đang giận ba, thế nên đôi lúc mẹ sẽ nói giận dỗi, bảo cô bé là đừng có để tâm, cứ kiên quyết mà bám theo mẹ đi. Đến chiều tối, Mạc Đình Phong đến đưa con gái cưng trở về nhà. Vừa bế Tiểu Hy vào xe thì cô bé đã òa lên khóc thật to. Bao nhiêu uất ức dồn nén đều trút hết cả ra. Ba ơi, mẹ lại nói mẹ không phải là mẹ của con. Mẹ sắp rời đi nữa rồi, con không muốn như vậy đâu. Được rồi, con nín đi. Ba sẽ đưa mẹ trở về với con nhanh thôi. Nhưng mà với một điều kiện là con phải hợp tác cùng với ba, có được không? Mạc Đình Phong trầm mặc dỗ dành. Tiểu Hy lúc này tự động lau nước mắt, rất kiên quyết mà gật đầu. Dạ vâng, con nhất định sẽ hợp tác cùng với ba. Nathalie đang nhìn Anna đứng ngoài cửa sổ mà thở dài. Muốn đi gấp như vậy là trốn tránh Mạc Tổng hay là trốn tránh Hứa Tổng đây? Em đúng là có phúc thật đấy, được cả hai vị tổng tài theo đuổi mình cơ mà. Chị à, em không giỡn đâu. Anna đang cực kỳ ảo não,
Vậy mà Natalie vẫn có hứng thú để mà trêu chọc cô sao? Nói xem, rốt cuộc em đã có tình cảm với người nào trong số hai người đó thế? Bình thường thì Natalie cứ gán ghép cô cùng với Hứa Tần Lâm là bởi vì bên cạnh Anna chỉ có một mình cậu ta. Còn bây giờ thì có thêm một Mạc Tổng có gia thế khủng hơn. Cho dù Anna có chọn ai thì Natalie cũng không có ý kiến gì. Chỉ mong rằng người đó sẽ đối xử tốt với Anna mà thôi. Sao? Sao lại không trả lời thế? Là đang đắn đo có đúng không? Để chị lý giải cho em nhé. Trước khi em bị tai nạn mất trí nhớ, Hứa Tần Lâm là người yêu của em. Chuyện này em đã quên thì em bỏ qua đi. Thế mà trong suốt 4 năm nay, em không thể nào yêu cậu ấy thêm một lần nữa. Còn đối với Mạc Đình Phong, người đàn ông đó vừa xuất hiện không bao lâu thì em đã có thể lên giường cùng... Chị, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Không phải, nếu như em không có một chút nào gọi là thích người ta thì em sẽ không thể nào tùy tiện như vậy, cho dù bản thân em có bị chuốc thuốc đi chăng nữa. Em thử nghĩ lại mà xem, nếu hôm đó là Hứa Tần Lâm thì em có làm như vậy không? Natalie hiểu rõ Anna hơn bất kỳ ai. Cô đoán chắc chắn rằng trong lòng Anna đã có một chỗ nào đó dành cho Mạc Đình Phong. Anna giống như bị lời nói của Natalie làm cho điêu đứng. Nếu là Hứa Tần Lâm sao? Nếu thực sự là Hứa Tần Lâm thì Anna tất nhiên sẽ không rồi. Cô cũng không hiểu tại sao cảm xúc ngày hôm đó của mình lại mãnh liệt đến như vậy, giống như là cơ thể này của cô đã chọn Mạc Đình Phong. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 11 của bộ truyện này. Quý vị có suy nghĩ như thế nào sau khi lắng nghe xong tập truyện này? Và quý vị hy vọng cái kết của câu chuyện này sẽ đi theo chiều hướng ra sao? Thì nhớ để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.